đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Không biết là quý vị khán giả của chương trình đã chuẩn bị gì cho bữa cơm gia đình trong thời tiết se lạnh này nhỉ? Chắc chắn là với chủ đề trọn hương ấm thấm vị ngon thì các đầu bếp của chương trình sẽ giới thiệu quý vị rất nhiều món ngon. Do đó quý vị đừng có lo lắng nha. Và đặc biệt ngày hôm nay có sự xuất hiện của cô Diệu Thảo nè. Chắc chắn là cô Diệu Thảo cũng đã sẵn sàng để giới thiệu với quý vị món ngon ngày hôm nay rồi. Cô cảm ơn Minh Châu rất là nhiều đã giới thiệu giúp cô. Và cái việc mà vào bếp đem lại niềm vui cho quý vị khán giả với những món ngon mỗi ngày là niềm hạnh phúc của cô đó. Nhưng mà cô ơi, em chỉ có thể làm cái công việc là giới thiệu cô với quý vị khán giả thôi. Cô làm phần còn lại nha. Trời, sao Minh Châu khôn quá à. Nhưng mà không sao, cái chuyện vào bếp nấu nướng sẽ là công việc của cô. Cô sẽ đảm trách phần này ngay đây. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho quý vị khán giả một cái món ăn mới nha. Món này dùng phương pháp chính là làm mình om. Và món om này rất là phù hợp cho cái thời tiết se se lạnh. Như vậy là chúng ta sẽ có một món ăn ngon nữa với chủ đề trọn hương ấm thấm vị ngon để chiêu đãi cả gia đình trong những ngày thời tiết lạnh rồi. Cô Thảo ơi, nhanh nhanh bật mí thôi. Cô sẽ bật mí ngay thôi. Món ngon ngày hôm nay sẽ là một món ngon trong tích tắc. Đó là món lương om khoai sọ. Để thực hiện món lương om khoai sọ thì quý vị khán giả cần chuẩn bị khoảng 200 gram lương, 300 gram khoai sọ, rau om, ngò gai, dầu màu điều, tỏi băm, hai trái ớt hiểm, sả băm, các loại gia vị thông thường và hạt nêm nước hầm xương Aji ngon. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn chúng ta sẽ sơ chế phần nguyên liệu chính, đó là chúng ta sơ chế phần lương này. Lương mua về thì quý vị khán giả sẽ cạo cho sạch cái phần nhớ ở bên ngoài. Và quý vị khán giả cũng nhớ lưu ý là chúng ta sẽ làm sạch luôn cả cái phần ruột phía bên trong và phần máu tanh phía bên trong nữa. Như vậy thì món lương sau khi chúng ta hoàn thành xong sẽ rất là thơm ngon, không có một chút vị tanh nào cả. Sau khi chúng ta đã làm sạch nhớt rồi và sạch hết tất cả những phần máu tanh rồi thì sẽ khứa nhẹ lên trên cái thân lương như thế này nè. Khứa xong thì cắt khúc ra. Như vậy là không những là mình cắt khúc nhỏ cho vừa ăn nè, mình còn khứa nhẹ như vậy để cho lương thấm gia vị nữa chứ. Sau khi mà chúng ta khứa lương ra làm sạch như thế này rồi thì mình sẽ bắt đầu ướp gia vị vào. Một muỗng cà phê tỏi băm. Sả băm thì mình ướp nhiều hơn một chút xíu. Phần dầu điều cô sẽ cho khoảng một muỗng canh dầu điều vào. Cô ơi, sao lại mình lại ướp dầu điều vào trong lương? Mình ướp dầu điều vào trong lương là mục đích để giúp cho cái lương sau khi mà mình hoàn tất nó sẽ có màu rất là đẹp. Quý vị khán giả lưu ý điều này nha. Chúng ta sẽ ướp dầu điều vào trong lương ngay trong giai đoạn này để khi hoàn tất món ăn thì lương sẽ có màu đẹp. Cô ướp một ít tiêu vào. Khoảng một muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon nữa để cho có vị đậm đà hơn. Thêm một muỗng canh nước mắm nữa là vì đây là một món om, tức là vị của nó là phải là vị đậm đà. Cô sẽ trộn đều lên và cái phần thịt lương này vì chúng ta đã khứa những cái đường nhỏ ở trên thân lương như thế này rồi đó, cho biết không, thịt lương sẽ rất là nhanh thấm gia vị, chỉ cần ướp khoảng chừng 5 phút thôi là mình có thể nấu được rồi đó. Dạ. Em giúp cô nha. Dạ. Kế đó thì cô sẽ sơ chế đến những cái phần nguyên liệu còn lại. Chúng ta có chuẩn bị hai trái ớt hiểm đập dập ra. Rau om và ngò gai sau khi mà chúng ta nhặt rửa sạch rồi thì bây giờ cô sẽ cắt khúc khoảng chừng 1cm như thế này. Phần khoai sọ thì là khi mua quý vị khán giả nhớ lưu ý là chúng ta chọn những cái củ có cái độ thuôn dài như thế này nè thì khoai sọ sẽ ngon hơn. Sau đó thì chúng ta sẽ cắt ra thành miếng vừa ăn. Bây giờ nhờ Minh Châu đặt lên bếp giúp cho cô một chảo để chúng ta chiên khoai trước nha. Dạ. Cô chuẩn bị một cái chảo, chúng ta cho nhiều dầu vào và chúng ta chiên cái phần khoai này ngập dầu. Em thấy mà lương om khoai sọ thì cứ cho khoai sọ vào om thôi chứ. Tất nhiên là nếu mà chúng ta chỉ cho lương vào xong rồi chúng ta cho khoai vào á thì khoai sẽ không ngon, không thơm ngon đâu. Chúng ta chiên trước như vậy á thì khoai thứ nhất là nó sẽ tăng thêm phần thơm ngon nè. Thứ hai nữa là khoai nó sẽ vàng giòn cái phần vỏ phía bên ngoài, và khi chúng ta om á thì gia vị thấm vào từ từ nhưng mà miếng khoai thì sẽ rất là mềm, vẫn không bị vỡ nát là do có một cái lớp vàng giòn ở phía bên ngoài như vậy. À, hay quá. Dầu nóng rồi nè Minh Châu, chúng ta sẽ cho vào và chúng ta sẽ chiên cái phần này. Được chứ cô ha? Khoai như vậy được rồi nè Minh Châu ơi. Chúng ta chiên vừa có một ít vàng ở phía bên ngoài vậy là được rồi. Bây giờ mình sẽ cho khoảng chừng 2 muỗng canh dầu ăn vào. Sử dụng một ít tỏi nè cho vào. Đảo đều một chút cho tỏi hơi săn săn lại. Rồi cô sẽ cho sả vào, đảo đều. Và bây giờ cô trút hết cái phần lương này vào. Giai đoạn này chúng ta phải để lửa thật là nóng như thế này để cho cái lương nó săn lại thật là nhanh thì món ăn mới ngon. Kế đó là cô sẽ trút cái phần khoai sọ này vào. Cô sẽ đảo đều luôn để cho cái phần khoai sọ này nó thấm cái màu dầu điều này nó càng đẹp hơn nè. Chúng ta sẽ cho thêm một chén nước vào. Quý vị khán giả sẽ nêm thêm khoảng chừng nửa muỗng cà phê đường nữa. Giai đoạn này là giai đoạn om. Om có nghĩa là chúng ta sẽ nấu lửa nhỏ nhỏ để cho cái gia vị nó thấm từ từ vào trong thực phẩm. Cho nên chúng ta sẽ bớt lửa lại. Mình sẽ cho luôn hai trái thiểm này vô luôn. Chúng ta sẽ đậy nắp lại và chúng ta chờ một chút.
chút để cho gia vị thấm. Và bây giờ nước thì cạn rồi nè nha. Cô sẽ tắt bếp đi. Cho hết rau ôm với ngò gai này vào. Rau ôm với ngò gai thì khi cho vào, quý vị khán giả tắt bếp ngay, vì chúng ta không cần phải nấu kỹ và chúng ta giữ cho có cái màu xanh đẹp. Và bây giờ thì mình sẽ múc món ăn ra. Khi múc ra như thế này là Minh Châu thấy không, món ăn nó sẽ có cái phần nước sệt sệt như thế này để mà mình chan với cơm nóng hoặc là ăn với bánh mì. Cuối cùng nha, mình sẽ gấp một cái cọng rau ôm, rắc thêm một ít tiêu nữa để tăng thêm cái mùi thơm nè. Thế là món ăn mình hoàn tất rồi. Cô Thảo giỏi quá à. Đúng là chỉ trong tích tắc thôi là chúng ta đã có ngay một món ngon rồi. À quên, có một món ăn rồi, còn ngon hay không thì Minh Châu chưa có biết. Đúng rồi, cô biết ý Minh Châu mà, Minh Châu chưa khen vội ngay đâu. Minh Châu sẽ thử nha. Em cảm ơn cô. Tại sao chỉ trong vòng tích tắc mà tất cả các nguyên liệu đều mềm và thơm ngon như vậy ta? Để em coi nè, lương thấm gia vị lắm, còn khoai mềm, không bị nát mà cũng rất là thấm nữa. Cảm ơn Minh Châu, như vậy là món ăn đạt yêu cầu rồi phải không? Chúc quý vị khán giả sẽ thành công với món lương ôm khoai sọ này. Chọn hương ấm, thấm vị ngon. Cũng đừng quên thường xuyên giữ liên lạc với chương trình quý vị nhé. Chúng tôi vẫn còn rất nhiều những món ăn ngon đang muốn được chia sẻ với quý vị đó. Hãy gửi thư cho chúng tôi về hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 083 823 7557. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại.